Chào cả nhà đã trở lại kênh An Nhỏ Miền Quê. Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn đang xem trên kênh của mình. Chúc cả nhà xem trên kênh của mình được nhiều sức khỏe. Hôm nay thì mình ra nhà anh Thái để xin lá dứa về nấu cháo ếch Việt Nam. Thường thì người ta hay có cái món là cháo ếch Singapore. Nhưng mà hôm nay thì mình nấu cháo ếch Việt Nam. Giờ mời cả nhà ra nhà anh Thái cùng mình nha. Ơi chị Thơ mua bao gì vậy? Chị mua gạo lứt nè, mới đi về nè. Ôi, anh Thái đâu không còn đỡ xuống? Kêu nè, chị kêu mà chắc đang cho gà ăn hay gì á. Bao này chắc nè 50kg nè cơ. Dạ về nó chạy ra mừng gì hết trơn vậy anh Thái? Ôi em ăn, ủa? Mới hả? Ủa vậy? Mới muốn ăn gì luôn hả? Mới mua. Đỡ xuống cho chị nè. Nhanh dữ hả? Nhanh dữ rồi. Ờ, có lạc rồi. Không mà nhanh dữ hả? Để em cái này em biết sao mua nè. Chị Thơ mua biết sao anh Tạo với bắp. Ủa, với rồi luôn. Ủa nè, Ngân nói nè. Sao Ngân nói? Đỡ rồi Ngân. Cái này này có 50 cái Ngân nói. Dạ. Anh nè. Rồi. Chết luôn mất bạn rồi.
giờ mình đi xin lá dứa mà anh Thái cũng về nè cả nhà. Giờ mình bắt đầu nấu món cháo. Cháo thì mình có chén gạo, mình rút nước rồi sẵn cho sạch sẽ, xong giờ mình bỏ vô cái nồi nước sôi á. Mình đang bắt nồi nước rồi, đang mình nấu cháo trắng. Mình bỏ lá dứa lên trên mặt cháo cho cháo nó thơm á. Còn phần thịt ớt này bây giờ mình ướp để mình chuẩn bị kho. Giờ mời tất cả các bạn cùng làm với mình nha. Giờ trước tiên thì mình sẽ xắt củ hành. Mình xắt củ hành, tỏi, ớt để mình cho vô ớt á, mình kho cho nó thơm. Mình phi củ hành với tỏi một miếng, mình chờ lại một ít nữa thì mình bỏ vô thịt kho. Thịt ớt của mình á thì mình đã làm sạch sẽ rồi. Hồi nãy mình lột da này rồi mình chà muối, chanh cho nó thơm á. Giờ mình nêm, mình để tỏi băm với lại hành tím băm. Mình nêm miếng muối nè, tí hạt nêm, đường, bột ngọt, một miếng tiêu. Mình trộn đều lên. Sau khi mình kho cho nó săn lại á, thì mình cho miếng dầu hào với lại miếng nước tương vô nữa các bạn, cho nó thơm. Nhiều người thích ăn sạch thì có thể là bỏ thêm một muỗng bột năng hoặc bột bắp. Nhưng mà mình không thích ăn sạch nên là thôi mình không có để bột. Mình cho miếng nước màu dừa vô nó nha các bạn. Nãy giờ anh Nhân chồng mình đang nhúng bếp giùm mình đó cả nhà. Nay đi làm mà được về sớm. Nước sôi cho anh. Đi nồi nước cháo nè. Mở nhà cho luôn nha. Để gạo vô. Rồi nước sôi mình cho gạo vô luôn cả nhà. Cái này cháo này mình nấu cháo đặc. Tí nữa mình cho miếng muối. Dầu sôi giờ mình cho tỏi với hành phi vô nha. Tỏi với hành vô mình phi. Phi cho vàng xong hết rồi cái mình đổ ớt vô cả nhà. Sau đó mình đảo đều cho ớt nó ngấm gia vị á. Giờ mình mới tưới chén nước sốt vô. Mình làm cái chén nước sốt nha cả nhà, mình xịt nước tương. Một chút xíu nước tương. Một miếng dầu hào. Rồi, dầu hào. Một miếng đường, miếng tiêu. Miếng mặn nêm. Mình đánh đều lên. Tỏi của mình vàng rồi, giờ mình bỏ ớt vô nha. Mình coi cho thịt ớt nó săn lại rồi mình mới bỏ cái nước sốt vô. Thơm rồi. Bữa tối mình ngồi ngoài trời nấu mát ghê. Cái mà ớt của mình á giờ nó khô lại nè cả nhà. Mình cho cái chén nước sốt này vô trong ớt cho nó thấm đượm như cho nó ngon á. Chén nước sốt này nãy mình có sắc miếng gừng, mình bỏ vô cho nó thơm. Giờ mình để vô nha. Ớt của mình giờ bắt đầu sạch lại nè cả nhà. Nếu mình muốn sạch hơn nữa thì mình có thể thêm bột nha. Nhưng mà tại vì mình thấy vậy được rồi nên là của mình không có thêm bột. Mình bỏ thêm hành với mình rắc tiêu vô. Thơm quá. Tại có mùi gừng á. Thơm lắm. Còn nồi cháo trắng thì mình bỏ lá dứa rồi. Cũng sắp ăn được rồi, để mình cho các bạn xem.
Đây là nồi cháo trắng của mình. Ở quê còn được gọi là cháo cò. Trong nồi cháo này mình có nêm một chút xíu muối cho nó ngon. Đây là lá dứa nãy mình bỏ vô nè các bạn. Thơm quá, thơm mùi lá dứa lắm luôn. Cháo ếch của mình chín rồi nè cả nhà. Đây là nồi ếch của mình nè, mình vừa rắc hành tiêu vô cho thơm. Đây là nồi cháo trắng. Đây, thơm lá dứa quá trời luôn. Giờ mình chuẩn bị mời tất cả các bạn dùng với gia đình mình nha. Dẫn quá ha. Thơm thịt ếch nè. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn cháo ếch với mình nha. Mời mẹ, mời anh Hải, mời anh. Mời mẹ ăn cháo, mời anh Hải ăn cháo. Mời cả nhà ăn cháo. Ôi hấp dẫn quá. Thơm quá. Thơm ghê. Là cả nhà luôn nha. Bốc khói ha. Bốc khói dựng luôn á. Ăn có gừng, có ớt, có tiêu, cái cay cay á. Mình mời cả nhà ăn cháo ớt với mình nha. Phải chan cái nước này vô nó mới ngon. Đó, chan cái nước này vô nè. Chan mình... nước vô ngon lắm hả? Chan này mua đi vô ớt này nó già, nó cứng xương luôn. Tới nước vô nó mới cháo nó mới vừa lại ngon lắm. Bả chan không? Thôi mà không chan. Đủ quá chịu không nổi. Chan vô là cháo vô ngon. Bữa tối ăn nè ngủ khỏe cái đồ cốm luôn á. Ngon lắm các bạn, có khi nào mà các bạn nấu thử ra ăn ngon lắm. Vừa dễ làm mà lại ăn ngon nữa. Ngon không anh? Ngon. Muốn hở ra. Cái đất này dai ha, cái nó đâu bở ha. Ừ. Dai ha. Dai ngon ghê. Chứ cháo trắng thì mình ăn vậy nó mặn mặn mà nó béo béo quá. Đúng không? Cái này có ăn ăn từ từ thôi nhưng mấy bạn nó nóng lắm. Gấp ếch vô đi anh Hải. Mẹ. Mẹ có rồi. Để ngồi hết cháo rồi còn ớt nữa nha. Công nhận ngon thiệt. Nóng với mình ăn cảm giác như nó đổ mồ hôi ra. Khỏe. Này nếu như nhà có em bé mình bớt cay lại chút. Mình ăn người lớn không thì nó ngon. Nhà mình hình như là ít có để cho nhau lắm. Ai thích ăn món nào tự múc rồi. Thích hà dữ ha. Thích hà. Ngon mà đều hơi cay. Cay vậy nó mới không tanh. Cháo này hết bệnh luôn. Để có nguyên một cái ớt sừng câu thôi mà. Nhưng ta có cái ớt hiểm nữa mà. Mình nhúng theo cộng lá dứa nữa chứ. Đặc thiệt. Thơm lá dứa. Lâu lâu ăn ngon quá trời không ạ? Ngon. Cái này mà thịt heo mình khô quá, mình ăn cũng ngon nữa. Nhưng mà chắc không ngon bằng ớt. À, cháo ớt Việt Nam của mình. Cháo này nóng lâu rồi ha. Ừ. Cháo đặc á. Nóng lâu. Cháo này mà nấu vô cái nồi đất nó nóng ghê họ. Để cái nồi đất nấu cháo cũng được. Ấy cháo đi. Ấy còn nhiều mà. Mình múc cháo cho em bà. Được còn con nè. Hai ba muỗng. Ngon quá mà đều hết hà. Cháo hết hà. Chắc mình đổi tên nó thành cháu ít hà. Cháu này nóng rồi cay thêm nữa mình phải hít ha. Ừ.
cái gừng đó anh Hải ngon, gừng nhiều vô nó ngon ra luôn, ăn nó the the cái miệng á. Cháu hít hà của mình ngon quá, mình ăn hết luôn rồi cả nhà ơi. Tóc mồ hôi trời ha. Tóc mồ hôi hít hà ngon thiệt luôn. À cái này là chỉ có nghe thôi, lần đầu tiên em nấu luôn á, mà vậy là quá thành công rồi. À video clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. À cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn đăng ký để ủng hộ cho mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.